Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Trần Anh làm thêm một cái clip nữa. Ngày hôm qua cái clip kia là xe chưa hoàn thiện ạ. Hôm nay cái clip này là xe Matic đời 2004. Xe này đã được dọn sơn, đồng sơn nội thất, đã được sơn lại hết nguyên con ạ. Nhìn xe rất đẹp ạ, bóng bẩy ạ. Xe này nói chung đã làm lại rồi thì chắc chắn là nó sẽ đẹp rồi, xe không một vết trời nha. Đây được hai cặp đèn rất là mới. Đó. Đây là tổng quan cái con xe, mình sẽ quay cho các bạn đi sơ lược qua một vòng về cái đồng sơn. Thì mình sẽ đi sâu vào trong nội thất nha. Bốn giỏ này thì còn được cỡ tầm 50%. Mình đã cho thay luôn cả cái ốp mâm luôn rồi nha. Ở đây là cái con xe của nó. Đồng sơn của con xe nó. Cái xe này được cái chất xe là cái gầm bề và cái máy móc còn rất ngon nha, tại vì xe này nguồn gốc là ở Đắk Lắk, Đắk Nông. Mình chạy cái con xe này về đây ngày hôm qua là cái đèn này chưa được gắn nè, hôm nay mình đã hoàn thiện và đã gắn cái cặp đèn này vô cho các bạn là trở thành một con xe hoàn thiện rồi nha. Đó, xe này được sơn được hết nguyên con rồi, sơn bóng sơn xịn theo xe luôn nha. Giờ mình sẽ đi vào cái phần nội thất của xe cho các bạn coi nè. Đây, tắp ly cửa theo xe nè. Xe này là đời 2004 nha. Xe này là trước là xe kính bấm, sau là kính quay tay nha. Đây là bộ ghế của nó. Đó. Rồi. Sàn rồi nhìn cũng còn được nha. Sàn nhìn cũng còn mới à. Đã được chủ nhà lót thêm ghế da rồi nha. Đây. Đời 2004 nha, ai mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0961408726, em bán là 62 triệu ạ. Đây là trần trần da rim theo xe nha. Chỉ cũng còn đẹp nha, chỉ nè, chỉ viền cửa nè, cũng còn đẹp nha. Xe này nói chung là cũng không có tung đùng đâu nha. Đây nè, chỉ nè, em sẽ quay cái phần chỉ cho các anh với chị coi nè. Đó. Chỉ còn đẹp nha, riêng cái xe này gầm bề rất là chắc nha. Em đi vào trong cái khoang nội thất của tài xế nè, tắp ly cửa nè. Đó, tắp ly cửa. Xe này là xài kính kính bấm nha. Đây nè, đây là dàn ghế trước của nó. Ghế zin theo nó nha. Nè, tắp lô bàn thờ nè, tắp lô bàn thờ là không khoan đục luôn nha. Xe này là không có taxi đâu. Không khoan đục thôi. Tại vì theo thời gian năm tháng thì nó bị chóc cái lớp sơn ra thôi mà rất ít ạ. Cái này là em quay sát để cho tất cả các anh chị được nhìn thấy luôn. Xe có như thế nào thì em nói chứ em cũng không có giấu giếm. Đó. Bên này là xài kính bấm luôn nha. Em bây giờ em đề máy lên nha. Em đề máy lên cho các anh chị mọi chức năng trên đồng hồ vẫn hoạt động nha. Đó, em mở máy lạnh nè, mở AC nè, có lạnh luôn nha anh chị nha. Cái này mở mở lên là có lạnh nè. Đó, xe này mở lên là có lạnh luôn. Xe còn đẹp ạ. À. Đèn còi đầy đủ nha, mọi chức năng. Đó, đèn đèn xi nhan rồi đầy đủ hết á, không thiếu gì. Đây là sàn sàn trước của xe nha. Xe này thì em cũng vừa cho là rửa xong luôn. Đó. Máy móc này thì anh chị cứ yên tâm về cái máy móc này nha. Máy móc này còn ngon lắm. Đèn xe nè, đèn đóm sáng trưng. Đó, lưỡi bốn có chế mới luôn. Thấy không? Đây là máy móc nè. Máy móc này êm lắm. Đây nè, em quay gần cho anh chị coi phần máy móc này. Rất êm à. Xe này bây giờ anh chị mua về là chỉ việc chạy thôi nha, không phải làm gì hết. Đó, máy móc đang hoạt động rất êm à. Em sẽ quay thêm một cái phần nữa là gầm bề của cái xe nha. Gầm bề này thì xe này còn đẹp, tại lúc em mua em cũng đã kiểm tra nó, đến tay em mua về em chỉ
dọn thử sơ sơ rồi chỉnh lại một số. Nó có cái bô, như đây có cái bô nó bị bể nha, cái bô nó bị bể á. Nếu mà anh chị mua thì em sẽ cho đi hàng lại cái bô nha. Cái bô nó bị bể, còn gầm bề là không có mục nha. Đi gầm bề là không mục nha. Chạy là không có sàn, có lắc gì đâu. Dạ, em bán cái giá xe này là 62 triệu ạ. Anh chị ai mua thì liên hệ anh em để được sở hữu em tích đời 2004 ạ. Đó. Đó là tổng quát qua cái xe ạ. Chủ nhà cũng đã dán luôn một cái kính chống nắng rồi nha. Cái này giờ anh chị mua về chỉ có việc chạy thôi, không phải gì hết đâu. Xi nhan đèn còi đầy đủ nha. Đấy. Rồi em xin chào tất cả các anh chị. Chúc các anh chị có một ngày thật là vui vẻ nha.